trung tâm đăng kiểm 2401D Lào Cai, thuộc công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới giao thông Lào Cai, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 160 xe đến kiểm tra đăng kiểm theo định kỳ. Không chỉ chú trọng kiểm tra an toàn kỹ thuật, khâu kiểm tra khí thải của động cơ cũng được các kỹ thuật viên của trung tâm thực hiện rất kỹ lưỡng. Theo thống kê của trung tâm, 9 tháng năm 2021, trong gần 20.000 lượt phương tiện tới đăng kiểm thì có gần 800 phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải. Những cái xe mà có dấu hiệu về khí thải thì đấy là những cái xe mà họ để lâu năm họ không sử dụng thì có thể quan sát bằng ngoại quan, có thể nhìn thấy được. Và thứ hai là mình có thể nghe bằng tai nghe tiếng động, mắt nhìn, tai nghe, tay sờ thì mình có thể phát hiện được trực tiếp. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí chủ yếu từ 3 nguồn: hoạt động giao thông, công nghiệp và xây dựng. Trong đó, ô nhiễm từ giao thông là lớn nhất. Để bảo vệ môi trường, bên cạnh việc nâng cao các tiêu chí về phát thải trong quản lý nhà nước, thì các chủ phương tiện cũng cần nâng cao ý thức trong thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, nhằm giảm tối đa mức phát thải giữa hai kỳ kiểm định. Nói chung là để hàng tháng mình vẫn bảo dưỡng xe định kỳ để cho nó khói, nó không có khói để thải ra đường, khí thải nó làm sao nó để tốt nhất để xe nó chạy, làm sao an toàn cho để người dân nó không khói bụi. So với cái chất lượng phương tiện như thời điểm hiện tại thì là các phương tiện thì cũng đều thỏa mãn được cái mức cao hơn một mức so với trước đây. Thế nên là những cái vấn đề về khí thải như thế thì rất là tốt, về đảm bảo cho môi trường của chúng ta là sẽ được trong sạch hơn. Ngoài kiểm tra giám sát hoạt động của các phương tiện thì tỉnh Lào Cai cũng tăng cường phát triển hệ thống các phương tiện vận tải công cộng để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Từng bước hạn chế việc sử dụng các phương tiện cá nhân để di chuyển, qua đó góp phần hạn chế và giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường do khí thải từ các phương tiện giao thông gây ra.